Ê mày, anh cameraman, anh đang làm gì vậy? Tại sao anh ý đứng một mình từ nãy đến giờ? Chắc là do anh ý đang buồn vì cái chuyện không cứu được anh TV man ấy mà. Ừ, chúng ta đi tìm lõi năng lượng thôi. Không biết ở đây có quái vật cho chúng ta tiêu diệt để lấy lõi năng lượng không? Kìa rồi đại ca, có mấy con quái vật trông bọn chúng gớm ghiếc quá. Chắc chắn bọn chúng sẽ có lõi năng lượng cho chúng ta. Vậy thì chúng ta sống lên tiêu diệt chúng thôi. Thôi hai người, cứ để ta đi. Các người đã bị trọng thương rồi. Để ta xông lên tiêu diệt chúng cho. Hai người mà cạn kiệt năng lượng thì có lõi năng lượng cũng không cứu được anh TV Man đâu. Thế thì anh lên đi. Anh em, chúng ta có mùi ngon tới kìa. Đã lâu lắm rồi ta không được ăn no uống say. Hôm nay chúng ta có bữa thịnh soạn rồi. Cơ thể của ta toàn sắt với thép thôi, các người không nhai được đâu. Côn hồn có lõi năng lượng thì lôi hết ra đây thì ta còn tha cho một mạng. Chứ ăn thịt ta các người không ăn nổi đâu. Bọn ta có một lõi năng lượng nè, nhưng người có lấy được hay không thì còn chưa biết đâu. Anh ích nói nhiều mà hắn ta làm gì. Sống mình tiêu cho hắn ta đi. Em cũng đói lắm rồi. Tên kia cũng luôn nóng ghê nhỉ. Được rồi, các người lên hết đây đi. Anh em mang ba đồ biến. Sống mình tiêu cho cái con cameraman này đi. Muốn tiêu cho ta ư? Không dễ vậy đâu. Hãy xem sức mạnh của cameraman ta đây. Cho ta đấm, ta đạp cái này. Cho hãy xem chiêu thức của ta đây. Anh em, ta giải quyết bọn chúng xong rồi. Mọi người mau ra đây đi. Như vậy là chúng ta đã có thêm một lõi năng lượng nữa rồi. Lần này chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ cứu được anh TV Man thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hợp sức lại để cứu TV Man thôi. Hãy cho. Wow, chúng ta đã thành công rồi. Thật không ngờ chúng ta có thể giúp anh ấy không những hồi sinh lại mà còn lợi hại hơn xưa nữa. Anh ấy đã tiến hóa trở thành một trạng thái khác rồi. Bây giờ anh ấy có 3 lõi năng lượng, 5 cái TV, 2 cái loa, một khẩu súng laser. Thế này bọn Sir Kim Bitret tiếu đời với chúng ta rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp ta hồi sinh. Bây giờ ta sẽ giúp mọi người tiêu diệt cái bọn Sir Kim Bitret. Tại ca, như vậy là chúng ta đánh bại được con Cameraman rồi. Bây giờ cái vũ trụ 7 này là của chúng ta rồi. Ha ha ha. Chúng ta có lên đi kiếm cái gì để ăn mừng không đại ca? Mới có vậy thôi mà ngươi đã vui rồi ư? Ta không chỉ muốn thống trị cái vũ trụ 7 này, ta còn muốn thống trị những vũ trụ khác nữa, như vũ trụ 1, vũ trụ 2, vũ trụ 3. Do đó, chúng ta phải bổ sung thêm lực lượng. Và ngươi cũng phải nâng cấp lên, trở nên mạnh hơn. Bây giờ, ta sẽ nâng cấp cho ngươi, trở nên mạnh hơn. Nhưng chúng ta làm gì có lõi năng lượng. Và nâng cấp đại ca ơi, tăng lên. Đây chính là trái quỷ ư? Trái này có thể giúp em tăng cường sức mạnh ư? Đúng vậy, ngươi hãy ăn nó đi, để em xem nào. Sau khi ăn xong, có tăng sức mạnh không? Wow, đại ca ơi, đại ca nhìn em này, sau khi ăn trái ác quỷ, em đã được nâng cấp, sức mạnh của em đã tăng vọt rồi. Giờ, hai chúng ta đã đủ mạnh rồi, thì chiêu mộ binh mã thôi. Hai người định đi đâu? Chúng ta đã quay trở lại cho đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Đại ca, không xong rồi, bọn chúng đã quay lại. Và con TV Man, hắn ta đã cứu sống ở kia. Nhưng mà đây, không phải con TV Man mà em biết đâu, hắn ta quá lợi hại luôn. Người cũng có con mắt tinh đời đấy. Bây giờ ta đã lợi hại hơn xưa rồi. À mà khoan, người cũng đã tăng tiến sức mạnh rồi đấy. Cũng không còn yếu như xưa nữa rồi. Nhưng đối với ta thì người vẫn chỉ là con chó xích em ta thôi. Hắn ta dám chửi đồ đệ của ta ư? Người được lắm. Ta không biết người mạnh thế nào, nhưng đến đây là ta sẽ tiêu diệt người luôn. TV Man còn nó khá mạnh đấy, cậu phải cẩn thận. Nhà khoa học chúng mình tiêu diệt con TV Man và con Cameraman đi. Cho cho. Này thì tên nhà khoa học này, một chiêu của ta thôi là ngươi đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ là con G-Man phun độc. Ngươi hãy xem sức mạnh của chúng ta đây. Cho ta đấm, ta bổ ngươi. Anh chà, cái cổ của hắn ta dài ra được mọi người ạ. Hãy cẩn thận, đừng để hắn ta phun độc vào người chúng ta, chứ không là bị tiêu diệt đó. Không cần phun độc, ta dùng cái cổ của mình thôi là cũng sẽ tiêu diệt được các ngươi rồi. Hãy xem sức mạnh của cổ dài ra đây. Cho ta cắn cái này. Cho này thì TV Man này, này thì Camera Man này. Ta đấm, ta đạp các ngươi. Ta quá mạnh, ta phải sử dụng chiêu cuối mới được. Để ta xem người chống đỡ được đến lúc nào. Hãy xem chiêu thức của chúng ta đây. Tia laser bắn ra từ Floricam. Cho cho. Người đã thấy đau chưa? Không rồi, cứ đánh nhau mãi như thế này ta thua mất. Ta phải chuồn thôi. Ta sẽ còn coi lại để tính sổ với các ngươi. Lúc đó ta sẽ tập hợp lực lượng để tiêu diệt các ngươi. Nhà khoa học, đây chính là đội quân
mà nhà ngươi mới phát minh ư? Mà tại sao bọn chúng phải đeo mặt nạ ghê gớm vậy? Thành phố ở đây khá là trong lành, không đến nỗi phải đeo mặt nạ đâu. Đại ca, đây chính là tâm huyết mà em mới phát minh ra. Bọn chúng đeo mặt nạ để chống độc đó. Đây chính là hai khẩu súng phóng ra độc. Do đó, bọn chúng mới phải đeo mặt nạ để tránh khí độc, tổn hại sức khỏe của mình. Với đội quân của nhà ngươi, liệu bọn chúng có giúp chúng ta đánh bại được bọn PC Man, Đông Hồ Man không? Có chứ đại ca. Bây giờ chúng ta đi tìm bọn PC Man và Đông Hồ Man để thanh toán lợn lần thôi. Sir Baker Gun, ta tưởng em không thể sửa chữa mọi người được cơ mà. Mọi người đã bình phục hết rồi ư? Em đã phải thức bao nhiêu đêm để sửa chữa mọi người đó. Vậy thì tốt quá, chúng ta mau đi tìm bọn Sir Kibitret và tiêu diệt chúng thôi. Các người đã muốn tìm bọn ta ư? Không cần đâu, chúng ta sẽ tiêu diệt các người để các người khỏi phải tìm. Đại ca, lũ khốn kiếp Sir Kibitret, bọn chúng lại tới rồi. Nhưng lần này bọn chúng lại mang một đội quân mới đến, vô cùng là mạnh. Chúng ta phải cẩn thận đó. Bọn này còn được trang bị mặt nạ chống độc và súng phun khí độc kìa. Chắc chắn độc của bọn chúng sẽ làm giảm sức mạnh của chúng ta. Chúng ta phải tránh xa độc của chúng ra nhá. Mọi người vừa bình phục, mọi người hãy cẩn thận. Cái tên cờ mang ngoài vũ trụ kia, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi, không cho ngươi chạy nữa đâu. Hôm nay ta sẽ không chạy nữa đâu. Ai chạy làm chó luôn. Vậy thì ta nghĩ ngươi lên sủa gâu gâu đi, vì ngươi toàn chạy thôi. Ha 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 ha. Dám nói chúng ta là chó kìa. Chúng ta xông lên tiêu diệt chúng thôi. Anh em, The Kibitret, chúng mình tiêu diệt cái con PC Man và Đông Hồ Man này đi. Cho các người hãy xem đội quân phun độc của ta đây. Đội quân phun độc máu tiêu diệt cái con Sir Picker Gun TV ngoài vũ trụ và con TV Gun đi. Cho đại ca G-Man và nhà khoa học, chúng em tới giúp đại ca đây. Ôi không, con kia đám bắt bọn em rồi và em không tới được. Ôi không, bọn em bị phá hủy mất. Chiêu thức của hắn ta lợi hại quá. Làm ba con phun độc, một chiêu thức của PC Manta là bị tiêu diệt rồi. Hãy xem chiêu thức từ trên không tới đây. Cho này thì con G-Man này, hãy xem chiêu thức của PC Manta đây. Cho ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bọn chúng lại chạy mất tiêu rồi. Ta bảo là chạy làm chó rồi mà vẫn cứ chạy cơ.